Cách nhận biết phụ nữ vừa mới quan hệ xong chính xác nhất. Các bạn thân mến, có cách nào để nhận biết một người phụ nữ vừa mới quan hệ xong hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều đấng mày râu tìm kiếm mỗi khi nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ ngoại luồng hoặc là bị bạn tình cắm sừng. Các chuyên gia cho biết rằng người phụ nữ sau khi quan hệ thường sẽ có những dấu hiệu rất đặc trưng mà bạn đôi khi thì chỉ cần tinh tế một chút thôi là sẽ có thể quan sát và phát hiện được ra. Việc nắm được những biểu hiện sau đây của cô ấy sau khi yêu sẽ giúp cho chàng nắm bắt và làm chủ được người phụ nữ mà mình yêu thương. Cánh mày râu thì luôn thắc mắc không biết rằng người phụ nữ vừa mới ân ái xong có gì đặc biệt. Đây là một chủ đề hết sức thú vị mà các anh luôn muốn quan tâm và tìm hiểu. Liệu chúng ta có thể xác định được người phụ nữ vừa mới quan hệ xong thông qua dấu hiệu nào đó hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay với một vài những dấu hiệu được bật mí các bạn nhé. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một người phụ nữ vừa mới quan hệ xong đó chính là thần thái vui vẻ và có phần bẽn lẽn. Biểu hiện thường gặp nhất của phụ nữ sau khi quan hệ đó chính là tâm trạng vui vẻ. Hẳn là sau khi ân ái xong thì các anh luôn thấy cô vợ suốt ngày cằn nhằn của mình có phần mềm mỏng và dịu dàng hơn. Đặc biệt là sau khi yêu xong thì nếu như các anh khiến được cho chị em phụ nữ lên đỉnh thì tâm trạng thoải mái và vui vẻ này có thể kéo dài đến cả một ngày. Một số phái đẹp còn bẽn lẽn và mỉm cười khi nhớ lại lần yêu đương này nữa. Nhiều người còn hay đùa rằng cách làm lành với vợ nhanh nhất chính là tâm sự ở trên giường. Với một nét tâm trạng đang ở cao trào như thế này của phụ nữ, xuất phát từ việc tăng tiết hormone hạnh phúc, loại hormone này điều chỉnh tâm trạng và cản trở các kích thích tiêu cực. Chính vì vậy cơ thể của họ trở nên nhẹ nhõm và hưng phấn hơn. Tâm trạng vui vẻ giúp cho phái đẹp có nhiều năng lượng để hoạt động hơn. Tâm trạng này sẽ kéo dài từ 12 đến 24 giờ tùy chị em và hormone này sẽ nhanh chóng cạn kiệt và đưa chị em về trạng thái bình thường. Qua đây thì chúng ta có thể thấy được rằng việc quan hệ tình dục một cách thường xuyên cũng là một trong những cách giúp phòng ngừa những vấn đề tiêu cực về tâm lý rất hiệu quả như căng thẳng, stress và trầm cảm. Vì vậy mà chị em phụ nữ, chúng ta cũng có thể quan tâm hơn đến đời sống tình cảm chăn gối của mình để có thể luôn giữ được một tâm trạng vui vẻ thoải mái. Đây cũng là một trong những bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình mà tôi tin rằng các anh ai cũng mong muốn mình có thể thực hiện được một cách đều đặn và thường xuyên. Dấu hiệu thứ hai của các chị em phụ nữ vừa mới quan hệ xong đó chính là khuôn mặt hồng hào, tươi tắn và rạng ngời. Việc chăn gối được xem là một trong những bộ môn thể dục đốt cháy nhiều năng lượng của cơ thể. Thậm chí nó có thể coi là một bộ môn lao động nặng. Nhiều người hay nói vui rằng họ thích tập thể dục trên giường hơn là ra sân là như vậy. Một số nghiên cứu cho rằng việc ân ái có khả năng đốt cháy calo tương đương với các bộ môn vận động mạnh. Chúng giúp giải phóng nguồn năng lượng, giúp cơ thể quyến rũ hơn, là lợi thế để các chị em giảm béo nữa. Hơn nữa, người phụ nữ sau khi quan hệ sẽ có nước da hồng hào, đôi khi là còn hơi ửng đỏ, làn da mềm mại và mịn màng hơn so với bình thường. Nguyên nhân khiến cho khuôn mặt của phái đẹp nhuận sắc và hồng hào hơn sau khi ân ái đó là do hoạt động mạnh mẽ của hệ tim mạch. Lượng máu được bơm đến các vùng, các cơ trên cơ thể được gia tăng lớn và vì vậy khuôn mặt của họ có một chút đỏ hồng. Đây cũng là lúc phái đẹp có thể thiêu đốt ánh nhìn của mọi đấng mày râu. Và nếu như nhận thấy vợ của mình vừa mới ra ngoài về mà gương mặt lại đỏ ửng, hồng hào, nhuận sắc mà không phải do thời tiết hay các yếu tố khác thì cũng là một dấu hỏi rất lớn đối với các anh đấy, đúng không ạ? Dấu hiệu thứ ba để nhận biết chị em phụ nữ vừa mới ân ái xong đó chính là về mùi hương trên cơ thể. Cơ thể của chị em sẽ tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Có một phát hiện vô cùng thú vị về phụ nữ sau khi ân ái đó là mùi hương. Các nam giới cũng nói rằng họ ngửi được một mùi thơm rất đặc biệt của người bạn đời sau khi hai người có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Đây là một mùi hương rất kỳ lạ mà không có một loại nước hoa nào có thể diễn tả hay có thể mô phỏng lại được. Mùi hương này sẽ khiến cho phái mạnh mê mệt và bị cuốn hút rất mãnh liệt. Người đàn ông càng đưa phụ nữ chạm đỉnh cao thì càng cảm thấy được mùi hương này đậm đặc hơn. Phụ nữ sau khi được thỏa mãn thì cơ thể sẽ tiết ra pheromones. Đây là một mùi hương đặc biệt, từ đó sẽ khiến cho người phụ nữ trở nên đặc biệt và hấp dẫn người đàn ông hơn. Mỗi người phụ nữ sẽ có một mùi hương riêng. Đó cũng là một cách mà họ đánh dấu chất đàn bà riêng của mình, không hòa trộn, cũng không bị nhầm lẫn.
Vậy nhưng mùi hương này lại cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Chúng có thể sẽ bay mất đi vào ngay buổi sáng hôm sau khi mà họ thức dậy. Thế nhưng người vợ vừa đi ra ngoài về và có một mùi hương rất lạ. Mà Khanh lại ngửi thấy mùi này thoang thoảng đâu đó vào buổi tối ngày hôm trước, thì lại là một dấu hỏi tiếp theo rất lớn khiến cho các anh phải suy nghĩ. Dấu hiệu thứ tư cho thấy một người phụ nữ cũng vừa mới quan hệ xong, đó là về dáng đi. Dáng đi thay đổi. Đôi nói là dáng đi thay đổi, chứ tôi không nói là dáng đi của người phụ nữ là dáng vòng tiền hay là những dáng đi khuệnh khoảng. Với những người bản chất dáng đi họ đã như vậy thì không có gì để nói. Thế nhưng bình thường vợ các anh có dáng đi rất khép nép, rất gọn gàng thì ngày hôm nay lại khuệnh khoảng, thì cũng lại là một trong những vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Tôi tin rằng các anh đàn ông nhiều anh cũng thường hay kháo nhau rằng nếu muốn biết một cô nàng có vừa mới quan hệ hay không thì hãy xem dáng đi. Những người phụ nữ sau khi quan hệ dáng đi sẽ không được tự nhiên. Họ có thể đi với cái dáng hai hàng và đôi chút chậm chạp. Đây là kinh nghiệm truyền miệng của cha ông từ ngày xa xưa. Tuy nhiên đi hai hàng thì chưa phải là một dấu hiệu đúng hoàn toàn ở phụ nữ. Nhiều cô gái đã có sẵn dáng đi này như chúng tôi vừa nói. Vì vậy mà họ dễ bị hiểu nhầm và dễ bị đánh giá chưa đúng về nhân phẩm của mình. Điều này chỉ riêng dừng lại ở mức độ tham khảo thôi các bạn ạ. Và cũng chỉ nên dùng để đánh giá với dáng đi của vợ các bạn hay người yêu của các bạn khi mà cô ấy vừa mới đi đâu đó về, và nó khác với thường ngày thôi. Còn tự dưng các bạn gặp một người phụ nữ có dáng đi như vậy thì đừng vội đánh giá người ta nhé. Dấu hiệu tiếp theo đó chính là cảm thấy đói bụng, buồn ngủ và chỉ có muốn nghỉ ngơi thôi. Đói sau khi ăn ái là một nhu cầu rất bình thường. Tình trạng này rất dễ gặp ở cả nam giới và nữ giới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sau khi trải qua một cuộc yêu mãnh liệt, cơ thể đốt cháy rất nhiều năng lượng thì sẽ gây ra cảm giác đói. Lúc này cơ thể của chàng và của nàng cần nạp thêm năng lượng để có thể bắt đầu đời sống sinh hoạt và làm việc một cách bình thường, thì đương nhiên là các bạn sẽ cảm thấy đói. Và người phụ nữ sau khi quan hệ cũng vậy. Và đi kèm với đói sau sự mệt mỏi chắc chắn sẽ là sự buồn ngủ và muốn nghỉ ngơi rồi. Sau khi trải qua chuyện này thì cơ thể phụ nữ sẽ tiết ra một loại hormone có tên là prolactin. Nó sẽ khiến cho người phụ nữ có cảm giác rất buồn ngủ. Một vài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cơ thể phụ nữ sau khi đạt được cảm giác cực khoái sẽ tăng tiết những hormone này lên đến 30%, và tình trạng này sẽ liên tục lặp lại vào buổi chiều của ngày hôm sau. Bên cạnh đó thì việc giải tỏa được nhu cầu của bản thân cũng sẽ khiến cho chị em cảm thấy thoải mái và muốn được nghỉ ngơi. Cũng chính vì thế mà buồn ngủ và muốn nghỉ ngơi là một trong những dấu hiệu điển hình thường gặp ở các chị em sau khi quan hệ xong. Dấu hiệu thứ 6 rất nổi bật và thể hiện tương đối chính xác về các chị em phụ nữ vừa mới quan hệ xong, đó chính là cô ấy tìm mọi lý do để từ chối gần gũi chồng. Sau khi đã thỏa mãn được những ham muốn tình dục rồi thì khoảng 6 giờ tiếp đó, nhu cầu của chị em sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Đồng nghĩa với việc trải qua quá trình vận động mạnh như vậy đã khiến cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi. Cũng chính vì thế, nếu như lúc này bạn có kích thích và khơi gợi những ham muốn thì nàng sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối, như là mệt mỏi, công việc bận rộn hay là ngày mai có một cuộc họp sớm. Ngay cả khi nếu có thực hiện thì nàng cũng sẽ làm với thái độ miễn cưỡng. Đồng thời, cô bé của chị em sẽ khô và tiết ít chất nhờn hơn. Đối với những chị em có mối quan hệ ngoài luồng thì thường sẽ tìm đủ lý do để từ chối việc gần gũi với chồng, thậm chí là cáu gắt và giận dữ. Thông thường thì những người phụ nữ này sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chồng vì rất sợ bị phát hiện. Nếu như thấy có dấu hiệu khả nghi thì chồng hãy bắt vợ nhìn thẳng vào mắt để nói chuyện. Ánh mắt uy lực của người đàn ông sẽ khiến cho cô ấy sợ hãi, và các bạn sẽ tìm được câu trả lời chính xác trong trường hợp này. Và các bạn thân mến, 6 cách nhận biết vừa rồi thông qua cảm xúc, dáng đi, ngoại hình và tâm lý ở trên thì chỉ mang tính chất tương đối và không thể nào chính xác được 100%. Chính vì thế mà bạn nên tìm đến các kiểm tra giúp mang lại hiệu quả chính xác cao hơn. Và sau đây sẽ là những cách kiểm tra phụ nữ vừa quan hệ xong chính xác một cách tuyệt đối mà các anh có thể áp dụng. Tuy nhiên là cách này cũng cần phải tế nhị một chút, và nó cũng chỉ nên áp dụng khi mà bạn đang thực sự muốn biết câu trả lời thôi. Còn nếu như có những dấu hiệu ở trên nhưng bạn hiểu và bạn tin tưởng người phụ nữ của mình rằng cô ấy thực sự bận thật hay là cô ấy thực sự mệt mỏi thật thì cũng không cần thực hiện cách này. Bởi vì muốn thực hiện được cách này thì các bạn bắt buộc phải có những mối quan hệ ân ái với cô ấy ngay sau đây.
hãy quan sát vùng kín của cô ấy. Kiểm tra vùng kín của chị em là một trong những cách giúp bạn phát hiện cô ấy có vừa trải qua chuyện ân ái hay không một cách đơn giản và chính xác nhất. Phụ nữ sau khi trải qua cuộc mây mưa thì nếu như bạn quan sát cô bé sẽ thấy chúng đỏ và sưng hơn bình thường. Nếu như cô ấy có thói quen làm sạch lông của vùng kín và da cô ấy lại trắng nữa thì việc quan sát này sẽ trở nên càng dễ dàng hơn. Nếu như nàng không có thói quen đi vệ sinh vùng kín sau quan hệ, lúc này quan sát bạn sẽ thấy những vệt trắng đục của tinh trùng bám vào lông hoặc là vào cửa của âm đạo. Hoặc là cách khác là bạn có thể kiểm tra xem quần con của cô ấy có phát hiện vấn đề gì bất thường hay không. Một trong những cách phát hiện chính xác nữa đó là kiểm tra quần. Sau khi quan hệ thì đương nhiên là cô bé của phụ nữ sẽ tiết ra rất nhiều chất nhầy và nó sẽ bám vào quần lót của cô ấy. Nếu như có vệ sinh sạch sẽ thì vẫn cứ tiếp tục tiết ra nhầy với lượng vừa đủ để làm ướt quần. Và nếu như để lâu, dịch này sẽ khô và để lại dấu vết trên quần rất dễ nhận ra thông qua việc quan sát bằng mắt thường. Hoặc là bạn có thể ngửi thấy một chút mùi tanh và mùi bao cao su ở vùng kín. Nam giới có thể kiểm tra bằng chiếc mũi của mình thông qua việc này. Thông thường thì sau khi gần gũi xong thì vùng kín của chị em phụ nữ đương nhiên sẽ còn vương lại dấu vết của tinh trùng và nó sẽ có mùi tanh nhẹ. Còn những trường hợp mà dùng bao cao su thì sẽ ngửi thấy được mùi hương của bao cao su, mùi nhựa còn lại ở trên vùng kín. Đôi khi chúng còn vương vào quần áo và da của cô ấy nữa, bởi vì đây là những thứ rất khó có thể che giấu. Và cách cuối cùng nó dành cho những người thực sự muốn biết người vợ, người bạn gái của mình có vừa đi quan hệ về hay không. Tuy nhiên cách này thì tôi nghĩ rằng nó không được tế nhị cho lắm và hơi thô bạo. Đó chính là hãy kiểm tra bằng chậu nước. Cách này thì đơn giản và chính xác, không có gì để bàn cãi. Đó chính là bạn hãy yêu cầu cô ấy ngồi vào trong một chậu nước ấm. Và nếu thấy trên mặt nước xuất hiện những váng màu vàng nổi lên thì chắc chắn là cô ấy vừa mới mây mưa xong. Váng màu vàng này chính là chất phủ xung quanh bao cao su. Sau khi quan hệ nó sẽ bám vào âm đạo của người phụ nữ, hoặc là những chất nhầy không thể nào làm sạch được sau khi người phụ nữ đã vệ sinh xong. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn những cách nhận biết mà chị em phụ nữ vừa mới mây mưa xong một cách chính xác nhất, các anh có thể tham khảo. Tuy nhiên khi thực hiện kiểm tra thì đồng nghĩa với việc là các anh đang thể hiện được rằng mình không có nhiều sự tin tưởng đối với đối phương của mình, cũng như là tình yêu mà các anh dành cho cô ấy có thể cũng đang đứng trước những bờ vực của sự lăn tăn và suy nghĩ, đúng không? Vì thế khi thực hiện thì các bạn nên hết sức cẩn thận và tìm một lý do thích hợp, khéo léo để tránh khiến cho cô nàng cảm thấy tủi thân và mất lòng tin vào người chồng, người yêu của mình nhé. Hy vọng rằng với những chia sẻ này thì chúng tôi đang giúp các bạn giải tỏa được những suy nghĩ, những lăn tăn trong đầu để giúp cho các bạn có được một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn có vấn đề gì cần chia sẻ hay không? Đừng quên để lại những suy nghĩ, những bình luận của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.